Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên ở Việt Nam, 16 trường hợp nhiễm COVID-19 đều đã khỏi và việc phòng chống dịch bệnh này vẫn được các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương triển khai tích cực. Vậy tình hình phòng chống dịch ở tỉnh ta như thế nào? Ngay sau đây, biên tập viên Thanh Vân sẽ thông tin tới quý vị và các bạn. Để hiểu rõ hơn về tình hình phòng chống cũng như những biện pháp phòng tránh những vấn đề đặt ra trong thời gian tới để ngăn chặn dịch COVID trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, hôm nay Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã mời tới trường quay bà Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Hưng Yên. Vâng, trước hết xin được cảm ơn bà đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bà, trước diễn biến của dịch COVID-19 thì tỉnh Hưng Yên đã có những biện pháp gì để đối phó? Trước cái tình hình dịch bệnh COVID-19 thì tỉnh Hưng Yên đã có rất nhiều các biện pháp để đối phó. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế thì ngay từ đầu tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo ngành y tế, các sở ban ngành có liên quan, các huyện xã triển khai các biện pháp phòng chống dịch có hiệu quả. Tính đến nay thì tỉnh đã ban hành được 24 văn bản và Sở Y tế cũng đã ban hành được 66 văn bản để phòng chống dịch. Cái biện pháp thứ nhất là thành lập các ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, cấp tỉnh. Thứ hai nữa là thành lập bố trí mạng lưới phòng chống dịch. Chúng tôi đã thành lập được 36 đội cơ động chống dịch với 257 người tham gia là toàn là nhân viên của ngành y tế. 16 trên 16 cơ sở y tế được phân công thu dung tiếp nhận bệnh nhân, đã chuẩn bị xong cái khu vực cách ly và sẵn sàng tiếp nhận những bệnh nhân cách ly, điều trị người bệnh. Và trước mắt thì chúng tôi đã chuẩn bị được 313 giường bệnh và khi có kế hoạch thì chúng tôi có thể mở rộng đến 547 giường bệnh. Và hiện nay thì cũng đã phối hợp với cả Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để có cái kế hoạch thành lập bệnh viện dã chiến khi mà trừ phòng có nhiều người mắc bệnh. Cái giải pháp thứ ba thì chúng tôi tập trung vào tập huấn và tuyên truyền và các cái phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh như là báo Hưng Yên, đài truyền thanh phát thanh tỉnh Hưng Yên, sở thông tin truyền thông cũng đã chỉ đạo cái hệ thống truyền thanh cơ sở đến tận xã tuyên truyền trên mạng internet, mạng xã hội Facebook và Zalo, đặc biệt là về các cái thông tin dịch bệnh và cập nhật tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch COVID-19 để người dân chủ động phòng và chống bệnh, để người dân không hoang mang và lo lắng, và đặc biệt là người dân đã phối hợp với các cơ quan chức năng để phòng chống dịch có hiệu quả. Giải pháp thứ tư của chúng tôi tập trung đó là cái công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc được thực hiện tích cực với tham gia của tất cả các ngành và có hiệu quả. Thì đến nay 10 huyện trên 10 huyện thị cũng đã tổ chức triển khai phun khử trùng tại các cơ quan và chúng tôi trước mắt thì tập trung vào những cái nơi mà công cộng như là trường học, bến xe. Cũng rất là kính mong nhân dân phát hiện sớm các đối tượng cần cách ly để tránh bỏ sót. Đây là một việc mà chúng tôi xác định là hết sức quan trọng và là trọng tâm trong cái vấn đề phòng dịch hiện nay. Vâng, vậy thì thưa bà, thì trong cái quá trình mà triển khai phòng tránh dịch COVID này thì Hưng Yên có gặp những khó khăn gì và đâu là hạn chế và cần phải rút kinh nghiệm gì không thưa bà? Dạ vâng. Trong cái vấn đề mà quá trình phòng chống dịch thì tính đến ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có rất nhiều khó khăn. Thứ nhất thì đây là một cái dịch bệnh COVID-19 là một dịch bệnh mới xuất hiện và hiện nay thì chưa có vaccine, cũng chưa có cái điều trị đặc hiệu và các cái thông tin về vấn đề virus này thì cũng chưa được đầy đủ. Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã 59 lần đến 60 lần thay đổi liên tục về cái tổng quan về virus này. Cho nên là cái vấn đề mà chúng tôi phải liên tục cập nhật thì mới có các cái thông tin đầy đủ và mới triển khai được hiệu quả cao được. Thứ hai nữa, cái khó khăn tức là cái dịch bệnh này nó xuất hiện vào mùa xuân. Đây là một cái mùa mà nọc ẩm cho nên nó tạo điều kiện cho virus phát triển. Vấn đề thứ ba nữa khó khăn đó là dịch này lây nhiễm rất nhanh trên thế giới và đặc biệt là cái khu vực châu Á. Và hiện nay ấy, thì theo thống kê thì khoảng 30 quốc gia trên thế giới là đã mắc nhiễm cái bệnh này rồi. Và hiện nay thì ở châu Á thì quanh chúng ta là cái dịch bệnh cũng bắt đầu bùng phát như Hàn Quốc, Nhật Bản và Campuchia. Những quốc gia này thì có rất nhiều những người Việt Nam giao lưu học tập mà trong đó có người Hưng Yên. Cho nên là cái dịch bệnh này ấy, mà xảy ra thì thực sự là cũng là một vấn đề rất khó khăn trong cái vấn đề mà dập dịch. Vấn đề thứ tư nữa khó khăn đó là cái việc cách ly người nhiễm gặp khó khăn bởi vì tỉnh Hưng Yên của chúng ta là có rất nhiều có doanh nghiệp, có người nước ngoài đến làm việc. Vậy thì thưa bà là cái dịch COVID-19 này nó có dự báo là sẽ có diễn biến phức tạp và khó lường. Vậy thì ngành y tế sẽ tiếp tục có những giải pháp gì để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người dân trong những ngày tới, đặc biệt là sức khỏe của những em học sinh khi mà đã sắp tới ngày đi học trở lại? Dạ vâng, ngành y tế của chúng tôi cũng có một số các cái biện pháp, giải pháp để đảm bảo sức khỏe an toàn cho người dân. Quan trọng nhất là phải thường xuyên diễn biến cập nhật được tình hình của bệnh và đặc biệt là phải cập nhật được các cái giải pháp mới về điều trị cũng như là cái phương pháp phòng bệnh.
Thì trong cái thời gian tới này, chúng tôi sẽ tập trung cùng với Sở Giáo dục đề xuất các cái giải pháp rất cần thiết để tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các trường học là phải làm sao đảm bảo được đủ mọi điều kiện phòng chống dịch để đón các cháu lại trường, đảm bảo yên tâm cho các cháu học tập. Thay mặt những người làm chương trình thì xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới bà và toàn thể những y bác sĩ đang hết lòng vì sức khỏe của người dân. Xin cảm ơn.